Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Biden tuyên bố triệt hạ Putin, lộ một bức cờ cao tay. Tổng thống Mỹ Biden đã rời nước Mỹ và chính thức thăm nước láng giềng Ukraine, đó là Ba Lan, và Tổng thống của một cường quốc số 1 thế giới thăm một nhà nước vừa là láng giềng vừa ủng hộ Ukraine thì đây là một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang ngày một cứng rắn hơn với hành động xâm lược của Nga. Mỹ là cường quốc quân sự số 1 của thế giới, còn Nga là cường quốc quân sự thứ 2 thế giới. Chính vì thế, nước cờ mà các đời Tổng thống Mỹ trước đã đi đánh với nước Nga luôn là nước cờ cẩn trọng. Vì thế, từng lời nói của Tổng thống Mỹ trước báo chí như là nhất ngôn cửu đỉnh, tức là tứ mã nan truy, lời nói này luôn được báo chí khai thác và chuyên gia phân tích rất kỹ càng. Vào ngày thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Biden nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền ở Ba Lan. Thật sự, đây là một phát biểu gây rất sốc. Còn nhớ trước đây, ông Biden cũng đã nói ông gọi ông Putin là đồ tể, là một sự leo thang rõ rệt trong đối sách của Mỹ với Moscow về cuộc xâm lược tại Ukraine. Phát biểu này được đưa ra là rất cứng rắn đến nhiều người dù có lạc quan đến mấy cũng không thể nghĩ ra đến như vậy. Tuy Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới, nhưng số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí thì Nga mới là số 1. Một câu nói cứng rắn như thế này thì có thể nói Tổng thống Biden đang đùa với lửa chứ không đơn giản. Tại lâu đài Hoàng gia Warsaw, ông Biden có nhắc đến 4 thập niên sau bức màn sắt của Ba Lan trong nỗ lực nhằm thuyết phục các nền dân chủ trên thế giới phải khẩn cấp đối đầu với một nước Nga chuyên quyền đe dọa an ninh và tự do toàn cầu. Ông Biden nói rằng, vì Chúa, kẻ này không thể tiếp tục nắm quyền. Ông Biden nói trước một đám đông ở thủ đô Warsaw sau khi lên án cuộc chiến kéo dài một tháng của ông Putin ở Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden phát biểu ở Ba Lan và đưa ra phát ngôn gây sốc. Tổng thống Biden đã gọi cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trận chiến mới vì tự do. Ông Biden nói rằng khao khát quyền lực tuyệt đối của ông Putin là một thất bại chiến lược đối với Nga và là thách thức trực tiếp đối với nền hòa bình của châu Âu vốn đã ngự trị kể từ khi Thế chiến thế giới lần thứ 2. Thực tế, phương Tây vẫn rất e dè trước sự hung hăng của Putin. NATO là một khối gồm nhiều nước, tuy nhiên quyền lực nhất trong khối thì vẫn là Hoa Kỳ. Vì thế, một khi Hoa Kỳ mạnh miệng thì đó cũng là điều doping tinh thần cho phương Tây. Đến giờ, phương Tây vẫn còn đang rất ngán ngại trước nước Nga của ông Putin. Ngại vì tiềm lực quân sự Nga, mà ngại vì đồng thời vì Nga cũng đang cung cấp năng lượng cho các nước châu Âu. Tổng thống Biden đọc bài diễn văn tại Ba Lan sau 3 ngày tại buổi họp ở châu Âu với các nước G7, Hội đồng châu Âu và các nước đồng minh NATO, và diễn ra gần ngay thời điểm tên lửa dội xuống thành phố Lviv ở miền Tây của Ukraine, chỉ cách biên giới Ba Lan có 60 km. Nghĩa là bài diễn văn này có phần nào đó đã thông qua sự nhất trí của khối châu Âu và NATO. Câu hỏi đặt ra là liệu lời tuyên bố của ông Biden là do nhầm lẫn hay do chủ ý đây? Vào ngày 27 tháng 3, một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng rằng quan điểm của Tổng thống là Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không nói về quyền lực của Putin ở Nga hay sự thay đổi thể chế hoặc chế độ. Nhiều người cũng đang phân vân rằng liệu đây là sự đính chính hay là một lời nói mang tính chất hạ nhiệt lời phát biểu gây sốc của ông Tổng thống Mỹ Biden. Thực tế, Tổng thống Biden đã gần 80 tuổi. Nếu ông có nhầm thì khả năng này cũng rất có thể. Tuy nhiên, nếu sâu chuỗi lại thì trước đó ông Biden đã từng gọi Putin là đồ tể. Nghĩa là trong câu nói của ông có thể là chủ đích chứ chưa hẳn là nói nhầm. Đây là hình ảnh Nhà Trắng đã đính chính câu nói của Tổng thống Mỹ Biden. Thực tế, để xác quyết lời này là nhầm lẫn hay cố ý thì chỉ có thể quan sát các bước đi tiếp theo của Mỹ đối với tình hình chiến sự tại Ukraine. Nước Mỹ rất khôn ngoan, ắt hẳn họ sẽ không làm gì nếu họ rước sự thiệt hại nặng vào thân. Rất có thể những ngày tới, Mỹ, châu Âu và NATO sẽ thực hiện những bước đi cứng rắn hơn nữa để đối phó với sự điên cuồng của Putin. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhân dân Ukraine phải vững vàng chiến đấu làm thất bại âm mưu của Putin trước mọi sự, và sự cứng rắn của Mỹ và phương Tây sẽ thực hiện khi Putin tỏ ra điên cuồng hơn nữa. Còn nếu Putin không cho leo thang chiến tranh thì có lẽ cả Mỹ và châu Âu chỉ giúp quốc gia này một cách âm thầm. Động viên nhân dân Ba Lan là một nước cờ cao tay của ông Biden. Trong bài diễn văn, Tổng thống Biden nói rằng sự phản kháng anh dũng của họ là một phần của cuộc chiến lớn hơn cho các nguyên tắc dân chủ thiết yếu, đoàn kết tất cả những người tự do. Ông Biden động viên tiếp như vậy và ông nói rằng chúng tôi sát cánh với các bạn. Chấm hết. Ba Lan từng nằm dưới quyền cai trị của Cộng sản trong suốt 4 thập niên cho đến năm 1989 và từng là thành viên của Liên minh An ninh khối Warsaw do Moscow đứng đầu. Hiện Ba Lan là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, nghĩa là Ba Lan đã thoát Nga và gia nhập vào phương Tây văn minh hơn, giàu có hơn và quan trọng nhất là đất nước Ba Lan có nhiều lợi ích hơn là những mất mát vì bị kìm hãm như thời nằm dưới gót giày của Moscow, thời chiến tranh lạnh. Phát biểu trước một đám đông cầm cờ Mỹ, Ba Lan và Ukraine, ông Biden nói phương Tây đang hành động trong sự đồng thuận vì sự nghiêm trọng của mối đe dọa đối với hòa bình toàn cầu. Trận chiến vì dân chủ không thể kết thúc và đã không kết thúc với khi chiến tranh lạnh chấm dứt, ông Biden nói. Trong 30 năm qua, các thế lực chuyên quyền đã hồi sinh trên toàn cầu. Trước đó trong ngày, ông Biden ghé qua dự một cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Ukraine và đưa ra thêm những cam kết an ninh trong việc phát triển hợp tác quốc phòng. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba chia sẻ. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ có động lực hơn khi biết Mỹ ủng hộ hết mình. Biết động viên sức mạnh dân tộc của chính nhân dân Ukraine thì đây là bước đi cực kỳ khôn ngoan. Nó làm cho nước Nga muốn đổ tội cho Hoa Kỳ cũng không được bởi trụ cột của cuộc chiến này chính là người dân Ukraine. Rất có thể việc phát biểu mạnh miệng của Tổng thống Hoa Kỳ Biden là cách để người đứng đầu nước Mỹ lên dây cót tinh thần cho cuộc chiến làm thất bại âm mưu đen tối của Putin. Còn Mỹ có nhảy vào công khai hay không thì đó là dấu hỏi to tướng, bởi Mỹ công khai nhảy vào thì đó mới là bước đi thiếu khôn ngoan mà thôi. Kính mời các bạn xem bản tin muốn hốt vàng và kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng, chính quyền đang toan tính điều gì? Mấy ngày qua trên các tờ báo nhà nước có đăng bài viết về cơ quan điều tra có thể thu giữ trang sức kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng nếu có liên quan đến tội phạm. Đây là một thông tin gây rất ngạc nhiên cho nhiều người. Sự việc phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố theo điều khoản số 331 của Bộ luật hình sự đã là một trường hợp bất thường. Bây giờ, chính quyền của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lại muốn tịch thu vàng và kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng là thêm một điều bất bình thường nữa. Theo như các báo cho biết, thì trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy những đồ trang sức, những tài sản, đồ vật mà bà Hằng đã sử dụng trong các buổi phát hình trực tiếp livestream với mục đích là tăng lượng người tương tác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì đây cũng là vật chứng của vụ án. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thu vàng và kim cương của bà Hằng. Dường như đây cũng là động thái từ trước đến nay của Đảng Cộng sản luôn nuôi cho béo rồi thịt. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với những buổi phát hình livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi trực tiếp trên nhiều nền tảng của mạng xã hội. Bên cạnh những câu chuyện được chia sẻ, bà Hằng cũng khiến người xem chú ý bởi những bộ trang sức và kim cương hạng khủng rất đắt tiền. Được biết vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 190-01 QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, thường trú ở số 1719 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Khiến nhiều người khá bất ngờ, việc bà Nguyễn Phương Hằng đeo nữ trang phát hình trực tiếp livestream không phải là tang vật vụ án, sao lại muốn tịch thu như vậy? Ví dụ như bà A chỉ bà B thì hành động chửi là hành vi cấu thành tội phạm, chứ không phải là mớ trang sức đeo trên người bà A. Tương tự như vậy, khi bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream trực tiếp chửi nhiều nghệ sĩ thì những món nữ trang mà bà Hằng đeo trên người không phải là tang vật nên không thể tịch thu được. Đây là hình ảnh khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng. Dư luận vừa qua cũng dậy sóng về việc bà Hằng luôn lên truyền hình trực tiếp, livestream, phát và bơi móc tất cả những thông tin cuộc bắt nghệ sĩ cũng như những vấn đề về làm từ thiện. Và theo báo Tuổi Trẻ vào ngày 23 tháng 4 cho biết thì cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại số 6 đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tờ báo này không nêu rõ là những tài liệu tang vật gì và trong những mớ tang vật đó liệu có những món nữ trang đắt giá của bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Bà Nguyễn Phương Hằng là người rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp giải bà đến trại tạm giam tại T30 của công an thành phố Hồ Chí Minh đóng ở huyện Củ Chi. Theo cơ quan này cho biết, bà Hằng bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều số 331 của Bộ luật hình sự. Theo phía chia phân quyền cho biết thì tại thời điểm PC01 xác minh các đơn tố cáo, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhưng sau khi bị khởi tố bắt giam từ chiều ngày 24 tháng 3 đến nay, bà Hằng có thái độ hợp tác tốt hơn. Các đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của rất nhiều nghệ sĩ và cá nhân do Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý sẽ được chuyển giao cho phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Đây được xem là tình tiết xem xét lượng hình lúc đưa ra án và xét xử. Hiện nay trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã được thả về và chỉ bị phạt hành chính. Phía công an thành phố Hồ Chí Minh thì khẳng định rằng đó là tin đồn sai sự thật. Bà Hằng đang bị tạm giam và công an đang mở rộng điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ án bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng là vụ án rất có thể liên quan đến một chuyên án lớn hơn. Mọi người cũng đang thắc mắc rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình livestream trực tiếp tấn công cá nhân trong một khoảng thời gian rất dài. Sao đến bây giờ bà mới bị bắt? Phải chăng có sự bao che nào đó từ phía chính quyền mà cho đến hôm nay thì bà mới bị bắt giữ như vậy? Đây là hình ảnh khi phát hình trực tiếp livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đeo rất nhiều vàng kim cương khắp người. Ông Huỳnh Uy Dũng là một đại gia cũng nổi lên từ rất lâu. Ông là đại gia cùng thời với Tăng Minh Phụng. Tuy nhiên, ngược với số phận của vị doanh nhân xấu số, thì ông Huỳnh Uy Dũng vẫn phát triển doanh nghiệp cho đến ngày nay. Thậm chí có lúc ông Huỳnh Uy Dũng còn trúng cử vào đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Trải qua bao nhiêu sóng gió, ông Huỳnh Uy Dũng, tức là Dũng lò vôi, còn đứng vững cho đến nay thì có thể nói thế lực của ông Huỳnh Uy Dũng trong giới doanh nhân của Việt Nam không hề nhỏ. Với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc truy tố một đối tượng nào đó họ nhắm đến không nhất thiết phải nhắm đến đúng tội. Vụ án Trịnh Xuân Thanh cũng là dạng như thế. Ban đầu là chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chú ý vào lỗi rất nhỏ từ chiếc xe Lexus 570 mang biển xanh mà ông Thanh dùng để đi là sai với quy định của nhà nước. Thực tế là lỗi này rất nhỏ, không đáng lo. Tuy nhiên, ông Trịnh Xuân Thanh sau đó đánh hơi bỏ chạy và cuối cùng vụ án vỡ ra không phải lấy chiếc xe mà lỗi ông Thanh gây ra dưới thời làm người là dưới quyền ông Đinh La Thăng ở PVN. Và vụ án sau đó mở rộng đến ông Đinh La Thăng. Đó là chuyện cũ, tuy nhiên nó vẫn còn rất thời sự cho đến hiện nay khi căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức vẫn đang hiện hữu. Và bây giờ thì tội của bà Nguyễn Phương Hằng không lớn, thậm chí tội xúc phạm danh dự chỉ bị phạt hành chính, nhưng cuối cùng cơ quan chức năng của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã truy tố bà theo điều số 331 và đang nhắm vào cả trang sức và tài sản của bà. Đây là một hành động rất bất thường. Phải chăng chính quyền này muốn truy tố bà Hằng với nhiều tội danh để khai thác thêm ở bà những vấn đề lớn hơn? Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt chỉ mới hơn 2 ngày, vụ án chắc chắn sẽ được mở rộng, nhưng mở rộng tới đâu thì chưa thể đoán định được. Và chúng ta tiếp tục sẽ theo dõi những diễn biến rất bất ngờ trong thời gian tới.